Cảm giác sao anh khách? Cho em nằm mình. Cái đó tự. Hả? Cầm được không? Được. Ủa cô bác kinh dị. Cái con này là nó là một sinh vật thế vậy? Chìm rồi là ôm nó là chịu rồi chứ không tới đâu tới chứ mình đâu lúc đó đâu còn hồn vía mất mẹ hết trơn rồi. Đợi thôi không? Cô bác quý anh chị hôm nay thì đi thì có anh hai, anh sẽ lái vỏ và với lại anh gái sẽ cùng hành trình theo hành trình của mình ha. Bây giờ thì mình và các anh chị đã đến được cái nơi gọi là Hòn Rễ. Đây là một cái hòn mà còn rất là hoang sơ. Ở đây thì cũng khá là người sinh sống cô bác quý anh chị. Và nói về việc khai thác du lịch đó thì đa số người dân họ ít khai thác du lịch ở trên cái, ít biết về cái Hòn Rễ này. Hòn Rễ này được không anh hai? Được, chuyện thiết từ xưa giờ ở đây, ở đây ai cũng biết. Dạ. Đó là cái hòn này không có tên. Tại sao mà mấy ông già chưa nói là Hòn Rễ lớn, Hòn Rễ nhỏ này nè. Dạ. Đó là chưa có tên, là bắt đầu có đám cưới đi ngang đây. Cưới đi ngang đây có đầu chìm rồi cái là cô dâu chú rể rồi đó là chìm rồi cái là chú rể mà tránh á, thì là lội về cái Hòn Rễ lớn. Dạ. Đây là tôi mới đặt là Hòn Rễ lớn. Dạ. Rồi là không chú rể không có dắt dâu, chú rể phụ mới dắt dâu. Đậu quả hòn bển ta đặt là Hòn Rễ nhỏ. Đó, rồi thành ra là hai người đó rồi mới về cái là cha mẹ hai bên mới là tác hợp cho là chú rể nhỏ ta là gọi là bên đó nó mới sanh sôi nảy nở có nhà ở trước. Dạ. Nhà ở bên đó ở là cái hòn này là Hòn Rễ lớn này là mới ở sau. Đây là Hòn Rễ lớn ha. Hôm nay thì anh em mình lên Hòn Rễ lớn, Hòn Rễ nhỏ là bên kia. Bên kia. Mặc dù là Hòn Rễ nhỏ nhưng mà lại dân ở đông hơn. Ở người ta ở trước cái này mới ở khoảng cỡ 10 năm nay thôi. Dạ, trước đây đảo này là đảo hoang, hòn quang. Đó là quang. Thôi bây giờ anh em mình lên cái ha. Cái này là dưới gai hả anh ba? Dưới gai. Ồ. Để dành phơi á. Phơi khô. Làm thuốc nam đó ha. Thuốc nam này ai có bị bệnh gan nữa. Uống này tốt. Dạ. Xưa bê hay lắm. Dạ. Nấu. Ủa trị bệnh gan mà sao ngâm rượu được? Rồi. Đây là một cái hòn rất là hoang sơ luôn. Hôm nay thì đến đây có ông chú này thấy không có đường đi luôn kìa. Con chú này ông làm chủ quán ở đây. Quán này quán của chú hả? Cả 10 năm rồi mới ghé đây à. Mới ra cả khoảng 10 mấy năm nay. Dạ. Ở đây là chưa có đường luôn hả chú? Hả? Ở đây là nói chung là cái đường chú ra đây thì chú ủi hết rồi nè. Từ đầu mũi này tới đầu mũi kia. Còn bên kia thì nó chưa. Chú tự làm luôn hả? Tự làm. Ôi ôi. Vậy là chú là người khai quang ở đây rồi. Chú là chú Hòn ở đây hả? Chú Hòn. Ở đây được bao nhiêu cái nhà chú? Thì cái đảo này của tôi hình ra có mình đó nè. Ôi, hùng chó kìa. Cặp má đâu. Chú năm là năm nay là bao nhiêu rồi chú? 59. Dạ. Chú sống ở đây là cũng gần cả chục năm, hơn chục năm rồi con. Chú sống ở đây là gồm chú nói mấy hộ dân, khoảng 5 hộ hả? Hộ cấp trước nó gần cả chục hộ đang ngoài nó đi hết. Cũng độc lập của mình chứ con chung cả đâu có được. Con nghe chú nói là ở đây là có miễu ông miễu bà hai miễu là chú tự lập hay sao? Không, hồi cái thời xưa người ta đã cất, người ta thờ phụng rồi, rồi mình theo tới bây giờ. Chú ở có mấy hộ dân thế này là chú sợ không? Chú quen mà, tại vì hồi thanh niên chú đã bươn trải rồi con biết không. Chú hồi cấp cái thời bao cấp chú đi mấy cài của nhà nước mà. Dạ, chú có gặp cái hú dữ không? Không có đâu. Không có. Không có.
Người ta nói là ở những cái hòn lớn lớn thì hồi thời xưa đó con, hồi thời xưa có, còn bây giờ đâu có đâu, điện đài nó sáng trưng hết trơn, còn dễ gì có gì. Bây giờ con thấy mít không? Mít mít tự nhiên nè. Đó. Mít gần đó hả chú Năm? Ờ, mít này cũng của người ta trồng con. Ờ, của người ta trồng. Nhưng mà nó tự nhiên, không thuốc, không men gì hết. Dạ. Chú Năm ơi. Hả? Là chú Năm gắn bó cuộc đời của mình với đảo này luôn hay sao chú Năm? Cái không có đâu con, tại vì cái hướng đó là nói chung đó là mình cái gì cũng vậy, mình cũng phải về nhà về cửa không biết không. Dạ. Nhưng mà trước mắt đó là nó có cái khai phát cái khu du lịch đồ này kia thì mình nấn ná mình ở, ví dụ như khi mà chú Năm đã hết sức lao động thì ta phải về hưởng thụ chứ. Dạ. Phải không? Không có đâu, không có đâu con. Rồi, cái giếng này là chú xài quanh năm luôn quanh hả? Quanh năm luôn á. Là lúc là chú chưa ra là đã có sẵn đã rồi. Có rồi con. Rồi giếng nước ngọt giữa biển nè, khỏi đi đâu xa anh ba. Ta mới sống được. Dạ. Cái hòn nào mà có nước ngọt mà mới có dần sống được. Nó không cạn. Lên ở không cạn cho nó có phịch, tại vì mưa nó ngấm dưới hòn bắt đầu. Chú ba dở ra cho con coi được không? Phịch nước ra con xài. Ủa anh ơi, cái này nước ngọt hả? Dạ, giếng nước ngọt giữa biển. Xài xuyên suốt á, thì cái chuẩn của nó ở đây con bơm hết là ngày mai nó cũng nằm cái chuẩn này. Ồ. Ghê vậy? Ở ngay biển mà có được cái nước ngọt trời. Đó đâu, cứ thử nước trong đó coi, có thể là ngon hơn cái nước mình đổi ấy nữa nè. Nước này uống dưới này nè. Uống dưới này chú. Uống dưới này ngon à. Thử ủa sao ngộ nha anh, cái này ở biển mà sao trời nó sinh ra vậy mình mới sống được nha. Chú Năm có uống nước này không? Ơi, hay là con đun nấu được ngọt hơn nước con đổi trong bờ đó. Hay là chú gút tự dưới ra. Thử nước miếng rồi biết rồi. Như cái mùi nước mưa. À, coi như mưa nó ngắm xuống dưới bắt đầu nó phịch cái mặt ra, mình cứ xài xuyên suốt thử rồi. Ồ vậy cái lòng đổi trong bờ nước nó chú... lọc qua cái này kia cái nước này nó còn ngon đó. Chú Năm ơi. Hả? Đá này là chú tự xây hay sao? Không, cái thời chú Năm ra là chú cái này chú Năm xây lên thêm nè con, tại vì hồ cấp đó nó chừng chừng dưới đó đó. Dạ. Mình xây cho nó cao lên. Dạ. Này là chú Năm mới đặt mưa tưa sau này thôi phải không? Ở cái hòn này nó có ba cái giếng gì đặng là cưng. Dạ. Ba cái giếng đây một cái lại dài kia hai cái nữa. Chú Năm phải đút cái mua tưa dưới này rút nước lên. Hết rồi, đâu có. Và ở giữa biển này không ai tin lại có một cái đúng rồi. Một cái giếng nước ngọt như thế này. Ở đây có một cái rễ dừa nó đâm ra nè. Đâu mặt trăng ngoài cái nào anh? Ủa chú chị sẽ thấy ở dưới này nó một cái giếng nước ngọt. Mình cứ nghĩ là mọi sinh hoạt ở đây thì chú anh ba uống không, anh hai uống không, mọi cái sinh hoạt đây đều phải trông nhờ vào cái giếng này, thật là lạ kỳ hơn cô bác chú. Giữa một cái hòn mà giữa biển như thế này thì theo chia sẻ của chú Năm thì ở đây nó đến ba cái giếng như thế này để phục vụ cho hòn. Mình cứ nghĩ là mọi sinh hoạt của chú đều phải trông nhờ vào nước mưa hoặc là chở từ đất liền ra, mà ở đây lại tự nhiên có. Anh Khái, anh uống này không? Uống này nữa không? Anh Khái này là rất tin vào khoa học. Uống không? Anh em mình uống thử. Được, bình thường. Dạ. Mà đâu có gì đâu múc. Ra đây nè, lấy tay múc được rồi. Ở đây nè. Anh xuống đây nè. Cái cây nó phải dùng sụp cái motor của ta. Dạ, biết rồi. Mình rất là thích cái tính mạo hiểm của anh Khái luôn á. Anh Khái là dân Cà Mau của bác anh chị, sông đốc hả anh Khái? Anh ngay thành phố Cà Mau. Thành phố Cà Mau luôn. Cảm giác sao anh Khái? Cho em nằm mời. Mùi như nước mưa á. Người ta nói nước giếng này sẽ hôi phèn ha, nhưng mà nước này thì không hôi ha. Nó cũng có cái giống như cái mùi đá. Mùi đá nên anh thử ra dưới này nó trong nè. Mà mình có thể mình thấy đáy dưới mà anh Khái. Đá hết. Không thấy đáy ở dưới kìa, nước nó rất là cạn. Đúng rồi. Mà chú Năm nói là nó sẽ rịn từ đâu ta? Trong cát ra nè. Trong cát ra tất cả các hướng hả? Ừ. Nhưng mà nếu như mà những cái chỗ khác á
thì nó sẽ không có nước như, giống như chỗ này. Ngon. Hay ha. Uống cảm thấy đã hơn khác. Dạ. Có một cái chiếc tiền nước lớn nó đầy. Ở đâu? Nó lắp rồi con ở đằng đằng kia. Ờ, nó nằm ở biển á. Nó nằm kia. Nó nằm ở dưới cái mặt biển luôn. Ừ. Mà bây giờ đá sóng đánh nè, nó lắp rồi mình chưa có ấy, tại vì mình xài đủ nước mà mình đâu có khai phá nó ra chi. Ở biển mà có giếng rồng tát nó mặn ra, nó ngọt nó chảy ra. Rồi. Không biển chết luôn đó. Ờ. Có ông anh trên cái giếng tiền á. Có cái năm kia có ông anh trên thành phố xuống là bắt đầu cái giếng này nó bị xài nhiều quá cạn kẹt nè. Bắt đầu đưa can 30 lít ra nhiệm vụ ổng, mà tại ổng mập lắm, ổng đi đứng khó khăn, ông cứ ngồi đó ông múc hết mẹ nó 12 can này cho tôi đi, rồi thôi tôi chưa chuyển về đây. Ổng cứ ngồi múc hết 12 can rồi ổng ngồi hút điếu thuốc, rồi đầu nó xịt lên múc 12 can nữa vậy. Cái giếng tiền ở đâu hút chỗ mình ngồi uống khuê sẽ đợi đẳng chút nữa con. Dạ. Là gồm có 3 giếng hả chú ạ? 3 giếng số nằm chứ, là tính ra nếu mà 3 giếng là nó thực tế là nó gì. Còn ví dụ như cái chiếng tiên là nó khác con, tại vì cái tiên mình không có, tại vì mình đủ nước xài, mình không đâu có khai phá ra làm chi. Tại sao gọi là giếng tiên chú Hoàng? Tại vì cái dạng người ta, cái thời xưa người ta đặt cái dạng ví dụ hồ cấp cái thời ghe rồi bỗng nó nhiều rồi nó quan sơ con biết không? Dạ. Rồi người ta lấy cái giếng mà tự nhiên từ cái mặt nước mặn mà người ta xài được, người ta đặt tên nó vậy mà. Dạ. Trước đây thì con cứ nghĩ là trước khi lên đảo này con cứ nghĩ là chú Ba sử dụng nước từ nước mưa chứ. Đâu có đâu. Nước mưa là chú Năm có bồn 3.000, 5.000 đó. Chú Năm để đó là mình để uống đó, nó tùm lum hết trơn đó. Dạ. Đây đến cái miễu bà còn xa không chú? Dạ con dễ đi lắm, anh Chi nè. Còn mặt kia con đi không được đâu ạ. À. Mặt kia tại vì nó đá dựng dữ lắm. Ở đây có tất cả là 3 giếng. 3 giếng hết thảy đó. Đường này là chú xây hả? Nhà cửa chú Năm cất hồ cấp đó, cái vàng cất này là vàng cất toilet đó. Dạ. Rồi cũng cất vàng cây, rồi cái thời gian lâu quá mình không có xài tới bị mối nó ăn nó sập. Rồi. Quá hay ha. Nè con, cái miễu này miễu ong nè. Ồ đây là miễu ong hả? Miễu ong. Chết. Đầu cá heo. Đi. Ừ, cá heo, cá nược, cá này cá kia đó. Đầu cái miễu bằng kia cũng có. Cái này là cá ong hả? Cá nược, cá này cái kia đó anh, à. Cá heo mình đâu nè. Đây là đầu của ông thì ta đánh bắt người ta dính đầu sao? Cá nược. Không, đầu cá nược các con, ví dụ như vô mấy cái đầu người nó trôi nổi vô đó rồi người ta tâm linh mà. Cái mấy cái ong này là người ta cứu người không à. Rồi người ta lên người ta thờ phụng. Cá nược. Cá nược, cá đồ, cá heo đồ đó. Mấy đầu nhỏ nhỏ này còn có ong dữ lắm à. Cá mà rất là thân thiện với con người của bác quýnh chị. Này đến đây thì anh Khái anh có đốt thắp hương điếu thuốc nè. Đây là một loài cá rất là thân thiện. Những cái tảng đá này hình thù rất là kỳ lạ, một số năm để thờ đây nè. Giở lên coi nè. Hình giống như vỏ sò của bác quýnh chị. Không biết là đẹp chú Năm để đây hay là chú Năm thờ chị tâm linh nữa. Để mình hỏi chú Năm đi xem sao. Chú Năm ơi, mấy cái tảng đá này là sao chú Năm? Đẹp đấy. Nói chung là mình thấy đẹp mà mình lụm về để vậy không? Để chơi hả? Ừ, chứ không phải là chú Năm thờ mấy tảng đá không, này. Không. Đẹp mà mình lụm về chơi chứ mà. Ờ. Này giống vỏ sò ha. Ừ. Đá đó con. Dạ. Nó có nhiều cái hình này, đẹp này đó. giống như một ngọn núi hả? Ngọn cái đảo á. Này như cái miếng cẩm thạch dây chuyền con thấy không? Dạ.
Không, nhưng mà con thấy này giống như cái đảo của một Hòn Ghế của mình hơn nè. Ai biết đâu, con muốn xin thì cứ bỏ vô trong túi đi. Chú Năm, đó, chú Năm tặng con ha. Ờ, tặng đó. À, con cảm ơn chú Năm nha. Hôm nay được đây lên đây chú Năm tặng cho cái viên đá. Thì bây giờ thì anh hai anh có ghe này là của anh chế ba hả? Chú Vũ hả? Đang này là đang cào đây hả? Đang cào đó hả chế? Cái này là mình nuôi rồi mình cào lên luôn. Đó, cảnh này hay ghê á. Dạ. Ê. Ủa cái anh lựa kìa. Này so lụa hả? Đâu kia chụp đi. Bắt ai đây? Kia cái gì chụp đi. Thôi vậy. Không có đâu kia. Không có đâu. Lụm lại chậm đi, lụm đi. Lựa nhanh tay quá ha. Cái này là đến thời gian thu hoạch hả anh ba? Hả? Này, này là đến thời gian thu hoạch rồi đó hả? Ừ, bắt đầu thu hoạch tới rồi. Dạ, có tôm tích nữa kìa. Có, đủ hết trơn. Dễ tới cái nghe đây, cái sau em chạy cái có sò lông lên rồi lụm. Rồi, 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 rồi. À, cho em qua đây, đây cái được không anh? Qua đây, qua đây, cho, đây, cho qua. Em quay phim. Rồi, rồi, kịp, kịp. Cho qua cái, cho qua cái. Rồi, không qua đây, theo bên. Mình cao lên, mình lựa gì đấy hả anh? Nhanh tay quá ha, này là sò lông hả? Này sò lông. Này sò lông. Sò huyết, lựa. Này sò huyết lựa nè. Lâu không mình mới thu hoạch này anh? Cái này hả? Dạ. Cái này nó xanh thì khoảng vài tháng. Vài tháng hả? Này là mình cào không hay là có điện không? Không, cào không mà. Cào không hả? Cào lòng mà. Ủa cái con này con gì vậy anh? Cái đó tự. Hả? Cầm được không? Được. Ủa cô bác của anh vậy? Con này là nó là một sinh vật thế vậy? Rồi. Con này có ăn được không? Không, không. Sao giống bong bóng vậy? Không. Ồ nó ra nước nè. Nó có ngứa vậy không anh? Không, không, thích lắm. Ồ ngộ ha, lần đầu tiên em gặp con này á. Hay anh là làm công cho đây hay không? Làm công. Làm công hả? Mình lựa gì ngày được khoảng nhiêu tiền ta? 200 ngoài 300. Có khi cũng có thể là 400. Né anh ơi, né anh. Dạ. Hello.
này là sò cò hay anh? Sò cò. Bự ghê ha. Này là nữa mình ương giống lại hay sao? Đâu có đâu anh. Sò này hết sảy luôn á. Ở đây bốn người cào lên cái bốn anh em lựa nhanh tay mới kịp. Dạ. Lấy gai à? Lấy gai hả? Mỗi ngày vậy là bốn người mình lựa khoảng cào lựa luôn là khoảng bao nhiêu tấn ta? Không biết đường nói anh ơi. Không biết. Mấy cái kia mình cứ đổ xuống dưới. Dạ. Bỏ lại chỗ bãi này. Hồi nãy em tưởng đâu cái cào là nguyên một cái bồng ở ngoài sao á. Em đâu nghĩ là nó chỉ có một cái sọt. Dạ. Đó là cái lưới à. Cái lưới. Có cái cào hư anh nghĩ luôn á. Dạ. Cô bác bên chị biết cái mấy nuôi mấy con này thì đâu cần cho ăn gì đâu, chỉ cần thả con giống xuống thôi. Đúng. Không có cho ăn nữa mà tại nó. Cần có anh biết đâu. Dạ hả? Không cho cái loại cỏm dài mà có vô. Ồ, thấy lựa vui ghê không? Mình chỉ cào ban ngày thôi hay ban đêm luôn anh? Thấy có đèn nè. Hai cái đèn này. Đụng đồ út ban đêm ban ngày. Cả ngày lẫn đêm luôn anh. Dạ. Đây là sò lụa nè cô bác anh chị. Còn đây là sò huyết. Còn ở bên đây là sò lông. Ba loại luôn á. Cào lên một cái lựa mỏi tay luôn á. Mà em thấy chiếc ghe mình toàn là nam lựa không ha, nữ không có lựa ha. Nữ mà quay lên một cái là có điện chứ luôn á. Rồi bây giờ chiếc ghe của mình đã đến rồi kìa. Đó là anh hai, anh ba, chị hai, chị ba. Chào mấy anh nha. Rồi tối nay lên coi con mới sập lò nên tao không đi nha. Rồi sập lò. Rồi sập lò đó. Mới sập lò đi. Chậu. Đi nấu rồi. Nấu luôn. Về nhậu liền nha, không có chịu. Về luôn luôn à. Anh hai là người đi biển từ nhỏ đến lớn luôn á, nên anh hai rất là gành nè. Ô, cô bác anh chị đấy không? Chế này là sò cò hả? Sò cò. Này là con dòm xanh. Con này là con sò lụa. Lụa đen á. Dạ. Hai loại hả chế? Hai loại. Nè. Dạ. Dạ. Còn con này con gì chế? Ốc búa. Búa hả? Nó cứng lắm. Dạ. Ồ. Trên đây chiếc xuồng đó bây giờ mình đi về thôi. Dạ thưa cô bác quý anh chị, thì trước mặt cô bác quý anh chị đó là anh Hai. Hai Sự. Anh Hai Sự. Một người mà rất là nổi tiếng ở cái vùng đất xã Bình An này.
em cũng nghe nói rất là nhiều, và anh cũng là một người mà đã từng gắn bó rất là lâu với biển, với lại nghề đi biển. Thì anh có cái câu chuyện nào mà nó mạo hiểm hay là nó như thế nào có thể kể cho em và mọi người biết được không anh Hai? Được. Hồi đó là mình sống ở quê mình, coi như là ở An Biên kia, cũng trong Kiên Giang. Rồi 12 tuổi là bắt đầu mình đi biển rồi, đi với ông già đó, thả lưới rồi đủ nghề hết trơn, mưu sinh mà. Dạ. Rồi làm ăn thời gian thất bại rồi cái mới về Tứ Giác Long Xuyên hết trơn, mua đất làm cũng lỗ, rồi mới là ông già mới về đây trước, về khoảng ba mấy năm rồi ông về. Rồi ông nuôi, hồi lúc mà về là trong cái hang tiền thì chưa có nhà cửa gì đâu, quan du ông già mới đăng ký chính quyền mới nuôi bãi này từ bên Bình An tới mà sau ai nữa. Dạ, quá lớn hả? Ờ, lớn lắm đó. Rồi nuôi đổ sò giữ trời lắm. Anh đi tàu biển, anh đi bao nhiêu năm anh Hai? Thì coi như là 12 tuổi là bắt đầu là đi biển, ghe nhỏ hơn này là đi biển rồi đó. Anh có đánh bắt xa bờ không? Có chứ. Đó là đi mọi cách bờ 5-6 lý, 7-8 lý vậy. Đi không thấy bờ luôn mà. Mà em nghe nói là cái nghề đi biển nó rất là nguy hiểm. Đúng giàu rồi. Rất là giàu nhưng mà rất là nguy hiểm. Nguy hiểm. Thì anh có bị ngày xưa đi có bị chìm tàu lần nào không? Chìm 3-4 lần rồi. À, anh có thể kể cho em nghe được không? Hồi đó là đi với ông già đó, cái vỏ nè, rồi mình bổ lưới rồi cái mình đậu cái ghe xịp á, nó chạy rồi đó, mà hồi đó nó xịp nó hiếp mình dữ lắm. Dạ. Nó thấy mình mà không bổ lưới nó cào không được là nó đụng mình, đụng chìm rồi hai cha con coi như là ở dưới biển 5-6 tiếng đồng hồ. Mà không, lúc đó mà hôi xịp mình nó đụng mình chìm rồi mình không có chiếc nào nó vớt mình chứ. Ồ. Trừ có cái mấy cái ghe người ta chạy đi người ta làm rồi người ta đi về á người ta mới vớt mình. Thì lúc đó là sao, lúc đó ở trên biển thì sao anh? Biển thì nó nghe là chìm đó là mình có can. Dạ. Lúc chìm mình phải có can rồi ôm can rồi thả tàu với phần cái mình bổ lưới cái nó có cờ á. Dạ. Mình đu vô cái cờ đó. Ôi. Rồi ôm cái can cứ ấy gì chịu đựng 6-7 tiếng đồng hồ. Rồi lúc đó gần kề giữa sự sống và cái chết, lúc đó anh suy nghĩ gì anh? Trời, cái đó là yêu cầu mà ấy thôi chứ đâu có nghĩ là chết chóc gì nữa. Cứ như là chìm rồi là ôm đó là chịu rồi chứ tới đâu tới, chứ mình đâu lúc đó đâu còn hồn vía mất mẹ hết trơn rồi. Đợi thôi không? Ừ. Chìm. Tới sáng là như vậy là người ta đưa cho bờ, tới sáng ra mới lấy vỏ máy rồi lên. Đó chìm ở thứ 5, thứ 6 ngoài khơi. Anh chìm mấy lần? Chìm có thể lên đây nữa là 4 lần. Nhưng mà chìm lần xa khơi nhất là bao nhiêu hải lý cách bờ? Cỡ 7 lý. 7 lý. Lúc đó anh chìm với đoàn hay sao, hay là với ba? Đi với ông già, đi có hai cha con à. Bổ lưới. Hồi đó bổ lưới cơ rúng á. Dạ. Nên vậy là nghề biển cũng nguy hiểm. Vất vả lắm, trời, nguy hiểm lắm. Nó nghề đi thì nghề biển thì đó là nghề bà cậu mà tiện dữ lắm. Về nhà khô rồi cũng hết mẹ. Nhưng mà em thấy ai làm biển cũng giàu mà. Giàu người ta làm cái lớn rồi, còn cái vai mà nhỏ nhỏ này là không giàu nổi đâu. Dạ. Làm đủ sống gia đình 5-6 người, làm 2-3 người nuôi hết rồi. Anh hay lúc rồi mà anh chìm ở cách xa hải lý gì đó, anh có sợ cá lớn ăn thịt mình không? Quen rồi, sợ. Không sợ cá hả? Không, vì mình ở đó nói chung là cái khu vực đó là cá lớn, không có, nói chung là này chưa nghe nó là nó ăn thịt mình gì không có. Ghê quá, gan quá hả? Ừ. Có nghĩa là anh đã 3 lần mà chìm mà không chết à? Không. Chìm đâu còn ngồi đây. Vậy cũng như cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cô bác anh chị, thì bây giờ Bùi Hồ kết một cái hành trình 2 ngày 2 đêm ở trên một cái chiếc phà như thế này. Mấy anh chị em quá trời thương, anh Hai, chị Hai với lại đây là chế Hai nè, anh ba chị ba. Trong khi đi về á thì tặng được một cái món, một bao hải sản này cô bác quý anh chị,
với lại một con mực khổng lồ nữa nè. Đó, rồi cái nhà bên đó. Và bây giờ Bùi Hồi sẽ kết thúc hành trình ở đây. Rất mong gặp lại với cô bác quý chị ở video clip sau để hiểu thêm về cái cuộc sống của những người dân xứ biển nha cô bác quý chị. Yeah, bye bye. Cô bác quý chị, để trước khi mà kết thúc tôi quay cho cô bác quý chị cái đoạn này nè. Bùi Hồi nghĩ á, cô bác quý chị thấy đây là một cái giống như một cái mão vua không? Cái phần đá nhô ra chỗ này nè. Bùi Hồi ạ, thấy một cái chớp ở trên luôn. Nó giống như một cái mão vua và kế bên đó là cái hang tiền. Đó. Và ngày xưa vua Gia Long ông chạy, khi mà ông chạy giặc trốn khỏi sự truy đuổi của quan Trung Nguyễn Huệ thì ông chui vô một cái hang đó. Và người ta gọi là hang tiền. Nhưng Bùi Hồi, theo Bùi Hồi nghĩ thì hang này sẽ là hang vua hơn. Hang tiền thì cái sự tích về hang tiền đó thì người ta có một sự tích là khi mà vua trốn chạy để trốn chạy ở đây và chạy về phía Phú Quốc thì ông để rất là nhiều tiền bạc ở đây và người ta có rất là nhiều người kiếm tiền, được gọi là hang tiền. Nhưng đối với Bùi Hồ thì đây được gọi là hang vua. Cô bác quý anh chị thấy giống như một cái mão vua ở phần nhỏ nhỏ kia, người ta nói giống như một cái hàm răng đó. Ồ, đẹp ghê á.